Đây mới là phần đỉnh cao về sale này. Cái người bán hàng tầm thấp thì khai thác được những vấn đề hiện hữu của khách hàng. Những người bán hàng đỉnh cao khai thác được cả những vấn đề mà nó chưa có. Muốn cho một con ngựa uống nước, nếu bạn túm cái bờm của nó, kéo nó ra hồ và ấn nó xuống hồ, bạn sẽ vô cùng mệt mỏi. Nhưng nếu bạn chỉ cần cho nó ăn một tí cỏ, và cái cỏ đấy bạn cho thêm ít muối vào, sau khi ăn xong ít cỏ đấy, nó sẽ tự động nhẹ nhàng đi ra nguồn nước và tìm nước để uống. Anh hiểu cho chơi chứ? Đó mới là bán hàng đỉnh cao. Có những nhu cầu hiện hữu, nó hữu hình, và có những nhu cầu vô hình. Bạn cần phải suy nghĩ, bạn cần phải sáng tạo. Trong sale, chúng tôi có một câu chuyện, gọi là câu chuyện đỉnh cao. Chúng tôi thường xuyên lấy ví dụ trong sale. Ba cái anh nhân viên nọ đến một cái công ty về bán hàng. Và để trở thành cái công nhân viên bán hàng công ty này thì họ sẽ có những cái lợi ích và họ sẽ có những cái phúc lợi rất là danh giá. Nên vì vậy họ sẽ bằng mọi giá. Và đề bài của nhà tuyển dụng là nhiệm vụ của các anh trong cái thách thức này là hãy mang cái lược này lên chùa và bán nó cho các nhà sư. Bán lược cho sư. Anh thứ nhất, sau nửa ngày đi bán, quay trở về đây mệt mỏi, tôi thực sự thất bại, tôi không bán được. À, tôi chỉ bán được có một cái thôi. Vậy lại cũng thành công đấy chứ, tại sao lại còn thất bại? Thực ra thực tế là tôi vừa vào chùa và tôi vừa đưa chiếc lược ra tôi trình bày cho sư trụ trì, thì tôi bị ăn trận mắng té tát. Nhà ngươi tưởng chùa chiền là chỗ nào mà lên trên này? Bẩn cợt! Thế rồi tôi bị kéo lê xình xạch ra ngoài. Thế tại sao anh vẫn bán nó một cái? Thì tôi cứ đứng một góc, tôi nghĩ là tôi trượt rồi. Tôi khóc thút tít, tôi xấu hổ. Là tiểu đi qua, nó hỏi có việc gì? Thế tôi kể sự tình đầu đuôi, nó thương quá. Rê, tôi mua được một cái. Thế là nó mua cho tôi một cái. Con chó gì đấy? Bác sẽ hào. Đúng không? Anh thứ hai, là thưa báo cáo nhà tuyển dụng, buổi sáng nay tôi đã bán được 10 cái lược. Wow. Bằng cách nào? Tôi đến chùa và nói với sư trụ trì rằng bạch thầy, chùa ta là chùa có tiếng quanh năm và người ta đến đây dâng hương rất nhiều, và đặc biệt có rất nhiều từ xa đến đây dâng hương. Và ai vào dâng hương thì con quan sát cũng đầu tóc rất là rối bời và không được thành kính lắm. Nên con nghĩ rằng chúng ta nên trước mỗi một cái lưu hương ấy, chuẩn bị vào dâng ấy, chúng ta nên để một cái gương nhỏ cùng với một cái lược. Và mọi người có thể ngắm nhìn cái dung nhan của mình, có thể chải tóc để có một cái diện mạo nó thành tâm nhất, thành kính nhất để vào dâng hương. Và sư trụ trì vuốt râu, người nói có lý lắm, chùa ta có 10 tòa hương, mày bán cho ta 10 cái lược. Người thứ ba, xin báo cáo, tôi có đơn đặt hàng 1.000 cái lược.
Làm thế nào? Tôi chỉ đơn giản là tôi quan sát và tôi nhận ra là có rất nhiều người đến đây và rất thành tâm. Vì vậy tôi đã nói với sư chủ trì: dạ bạch thầy, chùa ta là chùa có tiếng quanh năm, rất nhiều người đến và ai cũng muốn mang cái linh thiêng của chùa một phần gì đó về nhà. Và đáng tiếc là chùa ta gần như là không có cái gì cả. Nên con có cái ý này. Bạch sư thầy xem thế nào. Con thấy sư thầy có cái bút pháp hơn người. Nên vào những cái khoảng thời gian rỗi thì sư thầy có thể khắc trên cái lược ấy. Cái lược ngà này này là ba từ lược tích thiện. Và rồi chúng ta sẽ bó một cái quầy, chúng ta bán cái lược tích thiện này ở trước cái cổng chùa trước khi ra về. Và con tin rằng là với nhiều Phật tử thì cái chuyện mua một cái chiếc lược để giúp đỡ những người nghèo khó thì không có gì khó. Và chúng ta hoàn toàn có thể dùng lợi nhuận này để có thể làm nhiều thứ, đặc biệt là giúp đỡ những người nghèo khó khăn ở ngoài kia. Người nói chí phải, rất phù hợp với đạo lý. Để cho ta 1.000 chiếc lược, đúng không? Như bạn thấy, cái người bán hàng tầm thấp chỉ tập trung vào những vấn đề hiện hữu mà ai cũng nhìn thấy trước mặt. Những cái người bán hàng cấp cao, họ nhìn thấy vấn đề ở tương lai. Nào, một người mẹ có con với tình yêu với con, theo bạn, cuộc sống của chị hoàn hảo, chị chả có lý do gì phải học với ác mà. Nhưng sẽ ra sao nếu tôi kể cho chị về việc có một vài đứa trẻ sống trong no ấm nhưng không được giáo dục về tài chính tử tế. Sau này lớn lên, trở thành những đứa trẻ phá hoại. Và thậm chí cha mẹ nó làm ra bao nhiêu tiền, nó cũng làm cho gia đình ấy tán gia bại sản chỉ vì ngày bé nó chưa được giáo dục đúng đắn về tài chính. Có đúng không? Vậy, chị có cho rằng mình nên giáo dục tài chính cho con em mình càng sớm càng tốt hay không? Đúng không? Thế thì chưa có nhu cầu chuyển sang có nhu cầu. Mà phải hình dung được câu chuyện như vậy. Đó chính là phần xác định nhu cầu. Và đây chính là phần đinh, phần key của quy trình bán hàng của bạn. Bạn làm tốt phần này, mọi khâu phía sau sẽ trở nên đơn giản.